Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với Tiện nghi 360, chuyên mục luôn đồng hành vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh Miền Tây, nhằm mang đến những thông tin thú vị và hấp dẫn về tình hình công nghệ và điện ảnh thế giới trong 24 giờ. Và Tiện nghi 360 ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung chính như sau. Qualcomm bị phạt 1 tỷ đô vì cạnh tranh không lành mạnh. HTC tiếp tục ra mắt smartphone giá rẻ mới. Camera của iPhone mới không có thay đổi về cấu hình. iOS 9 sẽ không có nhiều tính năng mới. Porsche ra mắt mẫu xe Cayman GT4. Người nhện chính thức gia nhập biệt đội siêu anh hùng Avenger. Hai bộ phim tranh cử Oscar sắp chiếu tại Việt Nam. Và hàng loạt thông tin hấp dẫn khác trong chuyên mục thú vị. Qualcomm mới đây đã đồng ý trả cho Trung Quốc khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử của quốc gia này, lên tới 975 triệu đô la, nhằm kết thúc 14 tháng điều tra của chính phủ về hành vi độc quyền. Thỏa thuận trên cũng yêu cầu Qualcomm hạ mức giá bản quyền sáng chế áp dụng tại Trung Quốc, một quyết định có lợi cho các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc như Xiaomi hay Huawei. Người phát ngôn của Qualcomm nói, họ thất vọng vì quyết định này, nhưng cho biết án phạt sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến tình hình tài chính của công ty. Đồng thời, giám đốc điều hành Qualcomm Steve Mollenkopf cũng đưa ra một hướng nhìn tích cực rằng sự việc trên sẽ loại bỏ đi những gì không chắc chắn trong hoạt động kinh doanh của công ty và thực sự cho phép họ tham gia một cách đầy đủ vào thị trường kết nối không dây tại Trung Quốc. HTC vừa cho ra mắt một chiếc điện thoại Android phổ thông mới có tên gọi là Desire 626, sở hữu một cấu hình tương đối tốt so với mức giá là 190 đô la. Nhờ có phần cứng tương đồng nên máy sẽ cạnh tranh với mẫu Moto G2014. Desire 626 sở hữu chip Snapdragon 410 64-bit, 1GB RAM, camera sau 13 megapixel với màn hình 5 inch phân giải 720p và pin 2000mAh. Máy chạy hệ điều hành Android KitKat 4.4 và sở hữu giao diện Sense truyền thống của HTC được nhà sản xuất hỗ trợ hàng loạt phụ kiện đi kèm. Desire 626 sẽ có mặt ở thị trường Đài Loan đầu tiên nhưng chưa có thông tin tại các thị trường khác. Ở Việt Nam, HTC cũng vừa tung ra bộ đôi Desire 820Q và Desire 320 có mức giá lần lượt 6,89 và 2,99 triệu đồng. Một nguồn tin giấu tên từ Đài Loan tiết lộ, Apple nhiều khả năng sẽ không tăng độ phân giải lên chiếc iPhone thế hệ tiếp theo, vốn dừng lại ở 8 megapixel cho 4 năm vừa qua. Đây có lẽ là điều mà nhiều người dùng cuồng táo không hề muốn, bởi trong nhiều năm qua, táo khuyết dù vẫn trang bị nhiều chức năng chụp ảnh mới cho iPhone, nhưng vẫn giữ nguyên độ phân giải camera ở mức 8 megapixel, trong khi các đối thủ khác đã lên đời camera từ 13 cho đến 20 megapixel. Tuy không nâng độ phân giải trên camera iPhone, nhưng chắc chắn Apple vẫn sẽ tiếp tục nâng cấp cảm biến để đem lại chất lượng ảnh chụp tốt hơn cho người dùng. Thực tế đã chứng minh rằng, dù chỉ được trang bị camera độ phân giải 8 megapixel, nhưng ảnh chụp từ iPhone 6, iPhone 6 Plus vẫn không hề thua kém so với các đối thủ và được người dùng đánh giá rất cao. Trang công nghệ 9to5Mac cho biết hệ điều hành iOS 9 sẽ chỉnh sửa những lỗi tồn tại trong iOS 8, chứ không có nhiều thay đổi đáng kể. iOS 9 sẽ ra mắt trong năm 2015 với một loạt cải tiến cho các chức năng sẵn có. Nguồn tin của 9to5Mac cho biết đội ngũ kỹ sư của Apple đang nỗ lực khắc phục lỗi, tăng khả năng hoạt động ổn định và nâng cao hiệu suất cho hệ điều hành thế hệ thứ 9, hơn là phát triển thêm tính năng mới. Apple sẽ tiếp tục kế hoạch như họ đang thực hiện với bản iOS 8.1.3, đó là giúp nền tảng dễ quản lý và nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó, người dùng iPhone và iPad sẽ có những trải nghiệm nhanh và xuyên suốt hơn. Các vấn đề về kết nối Bluetooth, Wi-Fi, pin và lịch đang tồn tại trên các thiết bị iOS cũ cũng như iPhone 5S và iPhone 5C cũng sẽ được khắc phục từ bản iOS 8.2. Nhằm chuẩn bị cho đợt triển lãm xe hơi lớn sắp tới Geneva 2015, hãng Porsche vừa chính thức ra mắt chiếc siêu xe mới của mình, đó là Cayman GT4. Phát triển dựa trên Cayman tiêu chuẩn, bản GT4 có ngoại thất ấn tượng hơn với mặt trước thể thao, với cánh chia gió và lưới tản nhiệt dạng mắt lưới. Nội thất không thay đổi nhiều so với Cayman tiêu chuẩn, sử dụng chất liệu da và Alcantara ở ghế, vô lăng thể thao. Cung cấp sức mạnh cho Cayman GT4 là động cơ 3,8 lít 6 xi lanh cho công suất 380 mã lực, hộp số sàn 6 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h sau 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 295 km/h. Porsche Cayman GT4 có giá từ 84.600 đô la tại Mỹ, trong khi tại châu Âu là 97.400 đô la. Đây được coi là tuyên ngôn rõ ràng của Porsche về việc theo đuổi dòng xe thể thao hai cửa trong tương lai. Sau đây là phần tin điện ảnh. Một
nguồn tin gây chấn động của làng điện ảnh ngày hôm nay đó chính là việc Sony ký thỏa thuận chính thức chia sẻ bản quyền hình ảnh người nhện với hãng phim Marvel cho dự án tương lai phim sắp tới. Trước đó vào hồi tháng 10, thì những tin đồn về sự hợp tác này đã được báo chí chia sẻ từ những thông tin rò rỉ trong vụ tấn công mạng vào hãng phim Sony Pictures. Việc Spider-Man gia nhập dự án phim siêu anh hùng của Marvel là điều nhiều người chờ đợi từ lâu khi người nhện là thành viên không thể thiếu của nhóm Avengers trong nguyên tác. Sự bổ sung đầy bất ngờ này hứa hẹn những phần phim hấp dẫn hơn trong thời gian tới cho Marvel. Nhiều khả năng, dự án phim đầu tiên mà người nhện tham gia sẽ là Captain America Nội chiến ra mắt vào tháng 5 năm 2016. Dự tính sau khi lễ trao giải Oscar kết thúc, khán giả Việt Nam sẽ có dịp theo dõi hai bộ phim tranh giải hạng mục phim hay nhất, đó là Boyhood Thời Niên Thiếu và The Theory of Everything Lý Thuyết Vạn Vật vào tháng 3 tới. Boyhood Thời Niên Thiếu là tác phẩm được sản xuất với cùng một dàn diễn viên trong vòng 12 năm, từ 2002 đến 2014, kể về quá trình trưởng thành của cậu bé Mason, từ khi cậu học lớp 1 cho tới khi rời trung học. Trong khi đó, Theory of Everything, Lý Thuyết của Vạn Vật, lại kể về cuộc đời của nhà khoa học Stephen Hawking, dựa trên cuốn hồi ký của vợ ông, Jane Hawking. Bên cạnh Boyhood và The Theory of Everything, khán giả Việt Nam cũng đã có thể thưởng thức một bộ phim nữa được đề cử phim hay nhất là The Grand Budapest Hotel, Khách sạn Đế Vương, vốn đang được chiếu trên kênh Star Movies. Dự tính Boyhood khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6 tháng 3, còn The Theory of Everything là từ 27 tháng 3. Tiếp theo là phần tin thú vị. Bí mật đằng sau những hình ảnh kỹ xảo của Game of Thrones. Cuộc chiến vương quyền đang là bộ phim truyền hình được quan tâm nhất trên thế giới vào thời điểm này nhờ cốt truyện hấp dẫn cũng như những hình ảnh tuyệt đẹp. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi những cảnh kỳ xảo khó tin trong bộ phim này được thực hiện như thế nào chưa? Đoạn video sau đây sẽ trả lời cho điều đó. Và đó là thông tin cuối cùng kết thúc chuyên mục Tiện nghi 360 ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 20 giờ ngày mai.